Euro 2023, Bellingham anh hùng bất ngờ của Tam Sư. Jude Bellingham, tiền vệ 21 tuổi của Real Madrid, đã trở thành người hùng bất ngờ của tuyển Anh tại Euro 2023. Anh đã ghi bàn thắng quyết định giúp Tam Sư giành chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Slovakia. Bàn thắng của Bellingham không chỉ cứu tuyển Anh khỏi một thất bại thảm hại mà còn giúp huấn luyện viên Gareth Southgate tránh được làn sóng chỉ trích từ các cổ động viên. Sau trận đấu, Southgate đã tiết lộ một chi tiết gây sốc. Ông đã từng cân nhắc việc thay Bellingham ra khỏi sân khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Chúng tôi đã nghĩ về việc có nên đưa Bellingham ra khỏi sân hay không. Còn 15 phút nữa và tôi tự hỏi liệu cậu ấy có còn sung mãn. Thế nhưng, như bạn đã biết, Bellingham có khả năng tạo ra những khoảnh khắc không tưởng, Southgate chia sẻ với BBC. Southgate đã quyết định giữ Bellingham trên sân và quyết định này đã được đền đáp xứng đáng. Bellingham đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp tuyển Anh giành chiến thắng và tiến vào vòng tiếp theo. Bellingham đang chứng tỏ mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Anh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Slovakia. Đôi khi tôi cảm giác như có sự căng thẳng từ phía các cổ động viên. Nhưng những khoảnh khắc như tối nay là sự đáp trả với một số người. Quả thật là cá tính, Bellingham chia sẻ sau trận đấu. Bellingham cùng các đồng đội phải thực sự tập trung ở phần còn lại của Euro để kỳ vọng đưa Tam Sư lên ngôi vô địch. Tuyển Anh đang chứng minh họ là chuyên gia ngược dòng tại Euro. Đại diện xứ sương mù đã có tới 4 lần giành chiến thắng dù là bên Nhật Bản thua trước. Bellingham và các đồng đội sẽ tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách tại Euro 2023 với hy vọng sẽ mang về vinh quang cho đất nước. Thống kê ấn tượng, Pedri lập kỷ lục ở đấu trường quốc tế, Mbappé chuẩn bị phẫu thuật mũi. Tiền vệ Pedri của Tây Ban Nha tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi góp mặt ở trận đấu với Croatia. Không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng, ngôi sao trẻ này còn đi vào lịch sử với thống kê đặc biệt. Theo thống kê, Pedri đã ra sân 12 trận ở các giải đấu lớn cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây là con số ấn tượng nhất đối với các cầu thủ ở độ tuổi 22 từ trước đến nay, thể hiện sự bền bỉ và tài năng vượt trội của Pedri. Trong khi đó, Kylian Mbappé, chân sút người Pháp đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mũi sau khi gặp chấn thương trong trận đấu gần đây. Dù đã công khai chuyển đến Real Madrid, Mbappé vẫn là người của PSG đến hết ngày 30 tháng 6. Do đó, việc phẫu thuật sẽ được thực hiện sau khi Euro 2024 kết thúc. Các bác sĩ của Real Madrid sẽ thảo luận với Mbappé về thời điểm phù hợp để tiến hành phẫu thuật. Bên cạnh đó, họ cũng cần khẩn trương để chân sút người Pháp có thể tham dự các trận đấu tiền mùa giải của Real Madrid với trạng thái sung mãn nhất. Rõ ràng, Real Madrid đang rất kỳ vọng vào Mbappé và không muốn bản hợp đồng thế kỷ này hòa nhập chậm chạp ở đội bóng mới. Việc chia tay Euro 2024 ngay từ vòng 16 đội là một thất bại lớn với đội tuyển Ý. Huấn luyện viên Luciano Spalletti nhận trách nhiệm cho kết quả không như mong đợi, thay cho các học trò của mình. Chuyển nhượng mùa hè, Juventus chiêu mộ thành công Douglas Luiz, Barca chia tay Cancelo và Felix. Juventus đã chính thức có được chữ ký của ngôi sao Douglas Luiz từ Aston Villa. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đại diện của Ý sẽ phải trả 50 triệu euro cho tiền vệ người Anh. Số tiền này sẽ được thanh toán theo nhiều đợt, đổi lại với mức phí không hề nhỏ trên, Juventus sẽ nhận được sự phục vụ của Douglas Luiz theo một bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2029. Đây là một sự bổ sung chất lượng cho Juventus với mục tiêu vô địch Serie A mùa tới. Douglas Luiz không phải là cầu thủ duy nhất khiến Juventus và Aston Villa phải ngồi vào bàn đàm phán trong phiên chợ hè này. Samuel Anning Jr. và Enzo Perrin sẽ chia tay đại diện của Ý để gia nhập Aston Villa với các hợp đồng có giá trị tổng cộng là 22 triệu euro. Trong khi đó, Barcelona đã chính thức thông báo chia tay Joao Cancelo và Joao Felix. Bản hợp đồng cho mượn của bộ đôi này đã khép lại. Đây là thông tin gây tiếc nuối cho các kiêu khi cả hai cầu thủ đều có màn trình diễn khá ổn mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, theo cập nhật từ truyền thông Tây Ban Nha, cánh cửa để Joao Cancelo và Joao Felix tiếp tục thi đấu cho Barca vẫn chưa khép lại. Anthony Gordon, tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Everton, đang đứng trước tương lai bất định. Theo nguồn tin từ The Guardian, mặc dù đã có những cuộc trao đổi với Liverpool, nhưng việc chuyển nhượng vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong khi Everton chưa tìm được tiếng nói chung với lữ đoàn đỏ, thì một ông lớn khác đã xuất hiện trên bàn đàm phán, khiến tương lai của Gordon thêm phần khó đoán. Sau một mùa giải tạo được dấu ấn tích cực, Gordon dường như đã đến lúc tìm kiếm thử thách mới cho sự nghiệp của mình. Liệu anh sẽ cập bến Anfield hay một bến đỗ khác? Câu trả lời vẫn là một ẩn số. Bên kia đại dương, Lionel Messi, ngôi sao sáng của Inter Miami, đang đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của Argentina tại Copa America. Chấn thương của Messi khiến nhiều người lo lắng về khả năng thi đấu của anh ở giải đấu quan trọng này. Tuy nhiên, tinh thần của đội tuyển Argentina vẫn rất lạc quan. Lautaro Martinez, tiền đạo của Inter Milan, đã dành tặng những bàn thắng của mình cho Messi, khẳng định tầm quan trọng của cầu thủ này với tập thể. Di Maria cũng chia sẻ niềm tin vào sự hồi phục của Messi, hy vọng anh sẽ sớm trở lại sân cỏ. Trong khi đó, Ivan Rakitic, tiền vệ kỳ cựu từng chinh chiến tại Serie A, đang nhận được lời mời hồi hương từ câu lạc bộ SNK Rijeka ở Croatia. Điều đáng chú ý là huấn luyện viên của Rijeka hiện tại chính là Gennaro Gattuso, cựu danh thủ của tuyển Ý. Liệu Rakitic có trở lại quê nhà và tái hợp với người đồng đội cũ hay không là điều khiến người hâm mộ tò mò.
tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid đã trở thành anh hùng bất ngờ của tuyển Anh tại Euro 2023. Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Tam Sư giành chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Slovakia, cứu tuyển Anh khỏi thất bại và tránh làn sóng chỉ trích dành cho huấn luyện viên Gareth Southgate. Bàn thắng này đã được ghi sau khi Southgate cân nhắc thay Bellingham ra sân. Bellingham đang chứng tỏ mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong khi đó, tiền vệ Pedri của Tây Ban Nha đã lập kỷ lục khi ra sân 12 trận ở các giải đấu lớn cấp độ đội tuyển quốc gia, trong khi Mbappé chuẩn bị phẫu thuật mũi.